Thưa quý vị và các bạn, rừng được ví như là lá phổi xanh bảo vệ trái đất. Rừng cũng là nơi sinh sống của hàng ngàn hệ động thực vật giúp bảo tồn nguồn gen. Ở nước ta, một đất nước có trên 70% diện tích là đồi núi, rừng được coi là vàng và có đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Với ý nghĩa này, công tác bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm Việt Nam trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị. Thưa quý vị và các bạn, năm nay cũng là năm kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của lực lượng kiểm lâm Việt Nam. Và để tìm hiểu được nhiều hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm, cũng như là chia sẻ những câu chuyện về lực lượng này, hôm nay trong chuyên mục Góc nhìn VNews ngày đầu xuân, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Đỗ Quang Tùng, là quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sau đây thì xin mời ông Tùng cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự để cho thấy là không khí làm việc của các chiến sĩ kiểm lâm tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên ngay trong những ngày đầu xuân để thấy được phần nào những sự vất vả cũng như là tự hào của họ. Vườn Quốc gia Hoàng Liên những ngày đầu xuân, xuyên qua những tán rừng ngút ngàn là bước chân của các chiến sĩ kiểm lâm và đồng bào nơi đây đang hàng ngày, hàng giờ canh giữ cho sự bình yên của cánh rừng. Với những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, đây là một thời khắc rất đặc biệt, mặc dù họ đã có không ít lần trải qua với nhiều kỷ niệm khó quên. Trong ngày Tết thì chúng tôi cái việc đi tuần tra thì cũng như ngày thường thôi. Với bản thân tôi thì trong cái thời gian ban đầu mới vào ngành ấy, những năm đầu tiên ấy, mới vào ngành ấy thì là cũng cảm giác là hơi buồn, hơi đến nhà, nhưng mà dần dần thì bây giờ cũng là như rừng là một ngôi nhà thứ hai rồi. Nhưng tôi nhớ nhất là một cái kỷ niệm Tết của năm 2016, khi mà mọi người trong gia đình đều tụ họp với nhau, nhưng lực lượng kiểm lâm chúng tôi thì lại phải đi vào những cánh rừng để chữa cháy rừng vào đúng ngày mùng 2 Tết. Như thế thì chúng tôi là ăn Tết luôn trên rừng, mà ăn Tết bằng những cái bánh chưng của người dân, bà con, những người dân trên địa bàn huyện là ủng hộ cũng như là quyên góp cho lực lượng đi ứng cứu chữa cháy rừng. Băng đèo lội suối, phơi nắng, phơi mưa để giữ bảo vệ những cánh rừng, với các anh đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào. Hơn ai hết, các anh hiểu rằng sự bình yên của những đại ngàn chính là niềm vui, niềm kiêu hãnh như có Tết ở chính trong lòng mình. Ít nhất là tuần 3 lần trên ngày, nó rất là vất vả. Tuy nhiên thì chúng tôi đã chọn cái nghề kiểm lâm thì làm nghề vinh quang, là cái lực lượng màu xanh bảo vệ cho núi rừng. Lực lượng Tết thì chúng tôi cũng đã tập trung quán triệt triển khai. Thế và đối với lực lượng của hạt kiểm lâm Hoàng Liên thì hiện nay đang duy trì đảm bảo ứng trực 100% quân số. Thì chúng tôi thì tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong dịp Tết Mậu Tuất nói riêng và công tác bảo vệ rừng, phòng cháy rừng năm 2018 mà Đảng, Nhà nước giao cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Để giữ được rừng, lực lượng kiểm lâm phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thử thách. Dịp Tết cũng là thời điểm nhạy cảm, nên không ít các cán bộ kiểm lâm phải thức chọn những ca trực đêm ngoài rừng, cũng như ứng trực tại ngay các điểm nóng. Còn tại một số trạm trong điều kiện cho phép, sau giờ trực, các anh đã tranh thủ cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tất niên, trang trí cành đào. Họ cùng chờ đón giây phút giao thừa với lãnh đạo Vườn Quốc gia và chính quyền địa phương. Xin chúc mừng các đồng chí nhân dịp đầu xuân năm mới. Xin phép được thay mặt cho trại kiểm lâm địa bàn xã Đảng Hồ, xin phép được chúc sức khỏe các đồng chí là lãnh đạo của Vườn Quốc gia sức khỏe các đồng chí. Tết đã đến, mùa xuân đã về trong những lời hỏi thăm động viên, chúc mừng giữa cánh rừng già. Sau những giây phút ngắn ngủi được ngồi lại bên nhau, các anh, mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình để bảo vệ màu xanh, quê hương, đất nước. Thưa ông Tùng, hình ảnh những chiến sĩ kiểm lâm băng rừng lội suối và đón Tết ngay trong những ngày đầu xuân này khiến cho tôi có rất nhiều là cảm xúc. Ông có cảm nhận như thế nào khi nhìn những hình ảnh những chiến sĩ của mình đang đón Tết giữa rừng như thế này ạ? Thực ra là trong cái cuộc sống của xã hội, như các cái hoạt động chung của đất nước thì nó cũng có rất nhiều các cái lực lượng là cũng phải thực hiện công tác ứng trực cũng như là hoạt động trong xuyên cả cái thời gian Tết mà không được nghỉ. Thế thì cái lực lượng kiểm lâm cũng vậy.
mặc dù thì những năm cũng ít được nhắc tới. Vậy ông có thể chia sẻ thêm về những cái góc cạnh khác, khía cạnh khác của cái chiến sĩ khi kiểm lâm của mình không ạ? Thì thực ra mà nói thì đối với lại người Việt Nam thì cái ngày Tết thì là một cái ngày rất là thiêng liêng và ai cũng muốn trở về với gia đình để ngồi cùng với gia đình để ăn một ít ra cũng ăn một bữa cơm tất niên hay là bữa cơm đầu năm để chia sẻ cái năm mới cùng với lại gia đình và người thân. Thế tuy nhiên đối với cái lực lượng kiểm lâm thì do có những cái tính chất tương đối là đặc thù, bởi vì chúng tôi là rất nhiều các cái trạm, các cái chốt kiểm lâm thì đặt ở rất là xa các cái trung tâm, thậm chí là xa cả các cái nơi mà có đường giao thông hay là những các cái nơi rất là hẻo lánh. Thế tuy nhiên chúng tôi cũng phải dần dần cũng phải khi mà đã thực hiện cái nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng phải thích ứng được với lại cái điều kiện như vậy. Năm nay cũng là kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của lực lượng kiểm lâm, và nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi muốn gửi lời chúc tới ông cũng như toàn thể các chiến sĩ đang làm việc trong ngành kiểm lâm một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Cảm ơn lời chúc của biên tập viên Thúy Ngân. Nhân dịp năm mới thì cũng qua đây thì tôi cũng xin được là bày tỏ cái sự cảm ơn đối với tất cả các đồng chí kiểm lâm thì đang ngày đêm phải thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ rừng tại hiện trường, và hơn nữa thì cũng rất là thông cảm với những các đồng chí mà phải ứng trực trong toàn bộ cái thời gian Tết, thì đây cũng là một cái thiệt thòi. Thế tuy nhiên tôi cũng rất mong là các đồng chí kiểm lâm trên toàn quốc thì cũng sẽ cố gắng để vượt qua được những các cái khó khăn để làm sao tốt nhất để hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao, và cũng như là để kỷ niệm mà năm nay cũng là một cái năm đặc biệt là kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của lực lượng kiểm lâm, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip tổng hợp sau đây. Kiểm lâm là lực lượng chuyên trách của nhà nước có chức năng bảo vệ rừng, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Lực lượng kiểm lâm được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1973 và kể từ đó, ngày 21 tháng 5 hàng năm được chọn là truyền thống của lực lượng. Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, đến nay ngành kiểm lâm có hơn 12.000 người, trình độ công chức kiểm lâm ngày càng được nâng lên. Từ đóng góp to lớn trong những năm qua, lực lượng kiểm lâm đã được Chủ tịch nước trao tặng các danh hiệu Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối truyền thống ngành hiện nay, lực lượng kiểm lâm Việt Nam đã từng bước tự chủ động xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, ứng dụng các kỹ năng và phương tiện kỹ thuật vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Quá trình này đã và đang được lực lượng kiểm lâm thực hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay trong phóng sự sau đây. Đây là ứng dụng cảnh báo sớm cháy rừng sử dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám, một trong những ứng dụng được Cục Kiểm Lâm triển khai trong thời gian vừa qua. Với ứng dụng này, các dữ liệu về diễn biến của mọi trạng thái rừng sẽ được chuyển về trung tâm xử lý dữ liệu, từ đó đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, giúp tối ưu hóa hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng. Như chúng ta đã biết, khi rừng của Việt Nam thì thường phân bố ở các triền núi cao có độ dốc lớn. Do vậy khi mà có xảy ra cháy rừng thì công tác dập tắt đám cháy là rất là khó khăn. Thế thì để làm tốt được công việc này thì Cục Kiểm Lâm trong những năm qua và cũng như cái thời điểm hiện tại thì đã ứng dụng cái công nghệ gọi là cái công nghệ viễn thám và GIS để nâng cao cái khả năng về cái cảnh báo và dự báo nguy cơ cháy rừng cũng như là phát hiện sớm được những cái điểm cháy. Theo ngành kiểm lâm, hiện nay toàn lực lượng có trên 10 ứng dụng khoa học công nghệ mang tính đột phá đang được áp dụng vào công tác chuyên môn, và còn một số ứng dụng thiết yếu khác đang trong quá trình hợp tác nghiên cứu thử nghiệm. Từ các ứng dụng triển khai, công tác bảo vệ rừng đã được thực hiện một cách khoa học, mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là tại các tuyến cơ sở. Qua thực hiện những cái ứng dụng này vào thực tế quá trình thực hiện nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn thì chúng tôi nắm chắc được cái hiện trạng rừng, nắm chắc được các cái nơi khu vực trọng điểm mà có nguy cơ xảy ra phá rừng, nguy cơ xảy ra cháy rừng, để từ đó thì có kế hoạch đảm bảo
Thế và đặc biệt là tăng cường các lực lượng để triển khai thực hiện phòng cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Thì chúng tôi thấy rằng là các cái trang thiết bị phục ứng dụng công nghệ thông tin đã phục vụ rất là tốt cho cái công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cả cái công tác trồng chăm sóc phát triển rừng. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục mở rộng các cái việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh quá trình từng bước đầu tư về cơ sở vật chất, ứng dụng và hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ, ngành kiểm lâm xác định để hiện đại hóa lực lượng được nhanh, mạnh và vững chắc thì nhân tố con người đóng vai trò then chốt. Do đó, đầu tư cho con người đã được ngành đặc biệt coi trọng trong thời gian qua. Phải đầu tư về mặt con người, đó là phải đào tạo, phải truyền tải, phải chuyển giao công nghệ cho lực lượng kiểm lâm trên toàn quốc. Vì đó là những cái con người mà tại cơ sở họ là những người họ sử dụng và họ giúp cho cái công tác bảo quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở được tốt. Theo Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm, trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm Việt Nam đã có những kế hoạch và bước đi cụ thể để từng bước thực hiện cho kỳ được mục tiêu hiện đại hóa lực lượng, góp phần to lớn hơn nữa vào công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thông qua 3 yếu tố, đầu tư trang bị cơ sở vật chất, đầu tư cho hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin và đầu tư cho nguồn lực con người. Thưa ông, như phóng sự chúng ta vừa xem thì có thể thấy là trong những năm gần đây, lực lượng kiểm lâm đã phát triển trên tất cả mọi phương diện. Tuy nhiên thì đứng trước thách thức đó là phải hiện đại hóa, thì chúng ta đã lường trước được những khó khăn trước mắt như thế nào ạ? Như chúng ta đã thấy là với một cái diện tích rừng rất là lớn, nó chiếm tới 3/4 diện tích của đất nước, thì nếu mà chúng ta vẫn cứ sử dụng các cái phương pháp thủ công thì chắc chắn không thể đủ người để thực hiện. Thế do vậy là cái công tác mà hiện đại hóa cũng như là ứng dụng các cái khoa học công nghệ vào trong cái lĩnh vực quản lý rừng cũng như là quản lý cũng như là thực hiện các cái hoạt động về bảo vệ rừng là một trong những các cái nội dung được ưu tiên. Ví dụ như là cái công tác về theo dõi diễn biến tài nguyên rừng với lại cái công nghệ hiện nay, chúng tôi sử dụng cái công nghệ viễn thám cũng như là các cái công nghệ về ảnh GIS thì chúng tôi có thể ngồi đo vẽ cũng như là theo dõi được cái diễn biến đấy và có thể là theo dõi được toàn bộ các cái việc tăng giảm các cái diện tích rừng. Cái thứ hai nữa là cái tưởng áp dụng vào một cái công nghệ về cái phát hiện phòng cháy chữa cháy rừng. Thế thì thực ra cái công tác mà phòng cháy chữa cháy rừng thì chúng ta vẫn là ưu tiên hàng đầu vẫn là công tác phòng. Đây. Thế nhưng mà công nghệ thì luôn luôn thay đổi ạ. Vậy chúng ta sẽ có những giải pháp như thế nào để có thể cập nhật nhất những biện pháp để bảo vệ rừng ạ? Đấy là cũng là một trong những các cái một trong những cái ưu tiên của chúng tôi trong cái việc mà hiện đại hóa cái ngành kiểm lâm. Chúng ta có thể đầu tư về công nghệ, về thiết bị, thế nhưng mà nói về con người và đặc biệt đối với ngành kiểm lâm thì con người rất là quan trọng trước những cái sự cám dỗ rất lớn trong xã hội ạ. Thì có thể nói là tôi có thể khẳng định rằng là trong lực lượng kiểm lâm vẫn có những các cái tiêu cực. Tuy nhiên là những cái này nó cũng không phải là lớn. Thế thì để thực hiện các cái, để có thể kiểm soát được những các cái tiêu cực này thì chắc chắn là những cái công tác mà về nâng cao nhận thức cũng như là tuyên truyền hoặc là quán triệt về các cái chủ trương chính sách như là giáo dục về đạo đức cho cán bộ kiểm lâm thì cũng là một trong những các cái giải pháp để thực hiện. Cảm ơn ông Tùng về những câu chuyện rất là thú vị về lực lượng kiểm lâm nhân dịp đầu xuân ạ. Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng lá cờ đầu trong công cuộc bảo vệ rừng, bên cạnh những vấn đề còn tồn tại do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, thì có thể khẳng định những công lao, những đóng góp rất quan trọng của lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng trong những năm qua. Và trong những ngày đầu xuân năm mới này, thay mặt những người làm chương trình, một lần nữa xin được gửi lời chúc tới toàn thể quý vị, các chiến sĩ đang công tác trong lực lượng kiểm lâm. Cảm ơn ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.